Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Daisy. Liệu rằng anh em có biết sức mạnh của đội hộ vệ của Tiêu Huân Nhi mạnh đến mức nào hay không? Thực tế, câu nói của phó thống lĩnh Linh Tuyền của Hắc Yên Quân thuộc cổ tộc đã để lại manh mối. Linh Tuyền có nói rằng, ngươi hay nói một cách khác, gia tộc Tiêu gia của các ngươi không có tư cách tiếp xúc với tầng lớp này. Hiểu rõ sức mạnh thực sự của Hắc Yên Quân, bạn sẽ hiểu tại sao cổ tộc luôn coi thường Tiêu Viêm. Là một trong bát tộc viễn cổ, cổ tộc có nền tảng mà không gia tộc nào có thể so sánh được, ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao của Tiêu tộc. Ngoài tổ tiên Tiêu Huyền, sức mạnh tổng thể của gia tộc vẫn không thể nào so sánh với cổ tộc. Tiêu tộc chỉ mới gia nhập bát tộc cổ xưa nhờ vào Tiêu Huyền. Và nếu không có Tiêu Huyền, cổ tộc thực sự sẽ không coi trọng Tiêu tộc. Kể từ sau trận chiến với hồn tộc hàng ngàn năm trước, toàn bộ Tiêu tộc đã biến mất khỏi bản đồ của Trung Châu. Dòng máu còn lại cũng chỉ có thể ẩn mình trong một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở Sa Mạc Đế Quốc. Với sự chênh lệch lớn như vậy, không lạ gì khi mà thiên tài của cổ tộc không quan trọng xuất thân của Tiêu Viêm. Thực tế, ngay cả khi Tiêu tộc không lâm vào cảnh này, các tài năng trẻ của cổ tộc cũng sẽ không coi trọng Tiêu Viêm, bởi vì cổ tộc là một trong những gia tộc mạnh nhất ở trong bát tộc, chỉ đứng sau hồn tộc. Có thể nói trên toàn bộ đấu khí đại lục, rất ít gia tộc và thế lực dám không nể mặt họ. Sức mạnh của cổ tộc không thể nào tách rời khỏi cuộc cạnh tranh nội bộ lành mạnh của bọn họ, đó là đội quân tình nhuệ Hắc Yên Quân. Linh Tuyền, người luôn coi thường Tiêu Viêm và thậm chí chế nhạo anh khi mà còn ở Học viện Già Nam, cũng xuất thân từ Hắc Yên Quân. Đội quân này được hình thành từ những tài năng trẻ của cổ tộc, với nhiệm vụ chính là bảo vệ an toàn cho cổ tộc. Vì vậy, họ rất là am hiểu về mọi chuyện trong cổ tộc, bao gồm cả mối quan hệ giữa Tiêu Viêm và Huân Nhi. Điều này cũng giải thích tại sao Linh Tuyền lại có thái độ như vậy đối với Tiêu Viêm. Đừng để cái tên Hắc Yên Quân nghe có vẻ chỉ là đội bảo vệ cửa. Thực tế, người cổ tộc rất là mong muốn được gia nhập đội quân này, vì đây chính là một vinh dự tối cao. Và việc gia nhập Hắc Yên Quân không hề dễ dàng. Là một đội quân tinh nhuệ của cổ tộc, yêu cầu đầu vào rất là cao. Thực tế, vị thống lĩnh tối cao của Hắc Yên Quân đã đạt đến cấp bậc đấu thánh bát tinh. Chưa kể còn có 8 vị thống lĩnh, 4 đại tổng quản, cùng với các phó thống lĩnh và vô số tinh anh khác. Linh Tuyền chỉ là phó thống lĩnh ở cấp bậc thấp nhất. Thế nhưng mà sau đó khi mà gặp lại Tiêu Viêm, hắn ta đã ở cảnh giới đấu tông. Với sức mạnh như vậy mà chỉ có thể đảm nhận một chức vụ nhỏ. Điều này cho thấy nền tảng của cổ tộc sâu dày đến mức nào. Cần nhớ rằng trận chạm trán đầu tiên, dù Tiêu Viêm có tài năng đến đâu, anh cũng chỉ là một đấu linh nhỏ bé. Và trong cổ tộc, trở thành thành viên của Hắc Yên Quân không có nghĩa là có một công việc ổn định. Vì đội quân này có kỳ kiểm tra hàng năm để đánh giá xem các thành viên có đạt đủ yêu cầu về tu luyện và sức mạnh hay không. Điều này có nghĩa là nếu bạn không nỗ lực, bạn có thể không vượt qua kỳ kiểm tra và bị loại khỏi Hắc Yên Quân. Để trở thành phó thống lĩnh, bạn phải đạt đến cấp độ đấu hoàng khi mà các đồng trang lứa đạt đến cấp độ đấu vương. Yêu cầu để trở thành thống lĩnh cũng tương tự, bạn phải đạt đến đấu tông khi mà các đồng trang lứa đạt đến đấu hoàng. Các cấp thống lĩnh khác cũng theo nguyên tắc này. Chính nhờ hệ thống này mà trong khi những thiên tài hiếm gặp ở bên ngoài thì lại rất là phổ biến trong Hắc Yên Quân. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi mà người cổ tộc luôn xem thường Tiêu Viêm. Vậy các bạn nghĩ sao về thế lực Hắc Yên Quân này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.